đầu mình là con mua để thắp hương với những vị phi nhân hoặc những người cai quản đất đai nơi này, gọi là có chút lòng thành dâng đến các vị, chứ con không cầu xin gì cả. Mọi người thì đều bảo là con phải khấn vái và mời các ngài ấy, nhưng con cũng không biết khấn vái và nói như thế nào. Vì bình thường con mua hoa quả cúng dường Phật ở nhà, con cũng để lên lạy ba lạy nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Vậy chỉ giúp con hai câu là ở nhà khi con cúng Phật thì con nói như vậy được chưa, hay phải nói thêm gì nữa? Ở công ty thì khi con mua hoa quả vậy, con cũng cần khấn vái gì không? Và nên hiểu về những vị mình thờ ở công ty và là những người như thế nào cho đúng chánh pháp nhất. Cái chuyện mà quý vị lạy Phật đó, thì chỉ riêng cái việc mà quý vị cúng dường cho Phật thì đã có phước rồi. Chỉ riêng cái việc quý vị thắp nhang, tôi không nói ba cái nhang quá chất nữa. Chỉ riêng quý vị thắp nhang là đã có phước rồi. Chỉ riêng cái việc quý vị lạy là đã có phước rồi. Chỉ riêng quý vị đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nó cũng là có phước rồi. Bởi vì đó, Nam Mô là cái gì? Nó là sự đảnh lễ. Bổn Sư có nghĩa là thầy của tôi đó. Đấy, Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là đảnh lễ vì thầy của tôi là Đức Phật Bổn Sư, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bản thân việc đó cũng có phước rồi. Còn nếu mà quý vị hỏi là có phải nói thêm gì nữa hay không đó, thì tùy. Ví dụ như hôm nào mà cái tâm tham nó nổi trội, thì giả sử như sư đi, khi mà sư lạy nhiều kiểu lắm, chứ không có công thức cố định đâu. Sư lạy nhiều kiểu lắm. Ví dụ như hôm nào tâm tham nổi trội, cái dục tham nổi trội, thì sư lạy Phật lạy như thế này: con đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ly dục, con xin cúi đầu đảnh lễ ngài. Con nương, con noi gương theo ngài. Con xin đảnh lễ chánh pháp, là giáo pháp hướng dẫn con đường ly dục, hướng dẫn cho con thấy sự nguy hại của các dục, và chỉ cho con đường ly dục, con đường sanh thiên. Con xin lễ chánh pháp, con xin lễ chư thánh tăng, các ngài là những bậc hoàn toàn ly dục, con xin đảnh lễ chư hiền thánh tăng. Đơn giản thì sư lại như vậy. Hoặc là khi tâm sân nó nổi trội thì lại đảnh lễ kiểu khác. Hoặc là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài luôn có lòng bi mẫn với tất cả chúng sanh, ngài đã hy sinh vô lượng kiếp để đắc thành đạo quả vô lượng chánh đẳng chánh giác, dìu dắt chúng sanh trên con đường giác ngộ. Con xin đảnh lễ ngài. Con xin đảnh lễ chánh pháp, chỉ cho con thấy sự nguy hại của lòng sân hận, và chỉ cho con thấy con đường thoát khỏi lòng sân hận, chỉ cho con thấy con đường giải thoát niết bàn. Con xin đảnh lễ chánh pháp, con xin đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài luôn có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, người não hại các ngài vẫn luôn có lòng từ cũng như người đảnh lễ các ngài. Con xin đảnh lễ chư hiền thánh tăng. Đấy. Có nghĩa là mỗi một cái tình huống khác nhau thì sư sẽ đảnh lễ khác nhau, và nó không có một công thức cố định nào hết. Cho nên quý vị hỏi là có phải nói gì thêm nữa hay không đó, thì tùy, kiểu như sư nói là tùy tâm trạng, mình khi đó như thế nào. Ví dụ như là ngày hôm đó nội tâm mình ô nhiễm thì có thể là đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc vô nhiễm, con xin nương tựa ngài, học hỏi theo giáo pháp của ngài để con có thể trở thành một bậc vô nhiễm. Đấy. Rồi ở công ty đó thì khi mà quý vị thắp nhang cho các cái hàng phi nhân như vậy, thì quý vị có thể nguyện như thế này, đó là gì? Những cái phước báo nào mà tôi đã làm thì tôi xin chia phước đến quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an vui. Và tốt nhất là quý vị nên nói ra thành lời, nên nói ra thành lời. thì như vậy sẽ tốt hơn là quý vị cứ nghĩ ở trong đầu mà không nói năng gì hết, tại vì nó kẹt lắm. Bình thường á, cái đầu óc của mình á, nó chứa một đống cái tâm bất thiện ở trong. Họ đã lười coi rồi, họ không có muốn coi, mà nghĩ sao bây giờ mình bắt họ coi. Đấy,